ผมก็มาเวียดนามหลายครั้งแล้วก็คือมาแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนครับแล้วก็มาแข่งคัพของเวียดนามที่เขาจ้างเข้ามาเล่นครับก็มาเวียดนามก็รู้สึกแบบครั้งแรกก็แบบตื่นเต้นก่อนเพื่อครั้งแรกที่มาเวียดนามก็คือผมเพิ่งเคยมาได้ครั้งแรกที่นั่งเครื่องบินมาเวียดนามก็แบบรู้สึกว่ามันแปลกใหม่นะกลับบ้านกับที่ประเทศไทยมากครับมอเตอร์ไซค์จะเยอะกับที่เมืองไทยนี้ก็จะแบบรถยนต์ผสมกับมอเตอร์ไซค์แต่ที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะเราก็แบบจะขี่สวนกันเงี้ยก็จะแปลกตาแปลกใจเงี้ยนะครับก็มากินอาหารเวียดนามก็รู้สึกว่าแปลกอ่ะก็มันจะมีผมชอบแบบกินเฝอแล้วก็หอยเงี้ยครับหอยร้านหอยธรรมดามันมีเมนูหลายเมนูเงี้ยก็รู้สึกชอบอาหารเวียดนามครับแล้วก็ชอบคนเวียดนามครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกมาหรือว่าเคยมาครับมาประมาณ5ครั้งแล้วครับครับผมมาในชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศเวียดนามแล้วก็มาแข่งขับแล้วก็มาชิงแชมป์สโมสรเอเชียครับผมวังว่า anh Kitsada nói rằng là lần này là cũng là anh qua Việt Nam để được tham gia cái chương trình này và cũng được tới tham quan cửa hàng giày của mình. Và anh nói là anh cũng lần đầu tiên khi anh qua Việt Nam thì đó cũng là lần đầu tiên mà anh ngồi máy bay qua đến Việt Nam. Và điều đầu tiên khi đặt chân tới Việt Nam vừa bước ra khỏi sân bay thì anh đã thấy là các bạn cổ động viên đã với là những người hâm mộ là đã tới sân bay rất là đông. Và khi bước ra khỏi sân bay thì điều đầu tiên mà anh cảm thấy ngạc nhiên nhất đó chính là xe máy ở Việt Nam. Xe máy ở Việt Nam nó nhiều hơn ở Thái, tại vì khi ở Thái thì anh sẽ nhìn thấy ô tô rất là nhiều, nhưng khi bước tới Việt Nam thì anh nhìn thấy ô tô ít mà xe máy rất là nhiều. Và những chiếc xe máy người ta sẽ cứ là chạy một cách là rất là như là không có luật, nhưng mà thực ra là không bao giờ tông nhau. Đó là cái điều mà anh cảm thấy rất là hồi hộp. Anh cứ nghĩ là người ta sẽ tông nhau, nhưng mà không sao. Và khi tới đất nước Việt Nam thì anh cảm thấy con người Việt Nam rất là thân thiện, rất là thân thiện, và các bạn của Vũ Bóng Đá cũng rất là nhiệt tình để tới là thăm hỏi anh. Và điều đầu tiên anh ấn tượng nhất ở món ăn Việt Nam đó chính là phở. Phở là một món ăn Việt Nam mà anh thấy cái vị rất là ngon và khác với ở bên Thái. Và cái món ăn thứ hai mà anh thích đó là ốc lề đường. Anh nói là anh đã được đi ăn ở các quán ốc lề đường, và ốc ngoài ốc nghêu và những cái món ốc ăn lề đường đó thì anh cảm thấy nó có rất là nhiều những cái menu, nhưng mà ở Thái thì người ta rất là ít ăn, bởi vậy là anh đã đi ăn thử rất là nhiều những quán ốc lề đường ở Việt Nam, và anh cảm thấy là đồ ăn Việt Nam rất ngon, con người Việt Nam rất là thân thiện ạ. Thưa quý vị, có thể nói là các cầu thủ đến Thái Lan thì mặc dù là hai nước láng giềng rất gần nhau, Việt Nam và Thái Lan rất gần nhau mặt địa lý, nhưng mà khẩu vị khác nhau rất là nhiều. Qua đó thì nếu như có cơ hội chúng ta được tiếp cận với các cầu thủ đến từ Thái Lan thì tại sao không giới thiệu các món ăn của Việt Nam, hãy dẫn nếu như mà họ đồng ý thì mời họ đi ăn các món ngon, đặc biệt là Crisada thì anh ấy vừa nói là ăn ốc vỉa hè ở Việt Nam. Hồng Dung thì nếu như cô gái xinh đẹp này giỏi tiếng Thái và tiếp cận được với các cầu thủ thì hãy thể hiện cái sự hiếu khách của người Việt. Và ngoài ra thì anh Kitsuda cũng muốn là gửi thêm tới các bạn Việt Nam là anh thấy là các cô gái ở Việt Nam ngoài cái việc là có những khuôn mặt xinh đẹp thì là chạy xe máy cũng rất là giỏi. Và những các cô gái cũng như những chàng trai là nhiều khi là chúng ta sẽ thấy là chạy xe trên đường với mật độ xe rất đông, nhưng mà không bao giờ tông nhau. Lúc anh ngồi trên xe ô tô anh rất là sợ, anh sợ là xe nhiều quá như vậy sẽ là gây ảnh hưởng đến tai nạn, nhưng mà thực ra anh cảm thấy các cô gái cũng như chàng trai ở Việt Nam là lái xe rất là giỏi. Và anh cũng nói rằng thì ngoài cái việc là mình sẽ thi đấu về các môn thể thao như là futsal thì cũng có thể chăng chúng ta sẽ thi đấu về là các giải như là chúng ta sẽ đua xe máy. Anh cảm thấy là mô hình đua xe máy có thể là rất là hợp với các bạn trẻ.